Xin chào các bạn, tôi là Trần Minh Quang. Hôm nay tôi sẽ dùng phần mềm SketchUp 2017 hướng dẫn các bạn modeling chi tiết chiếc niệm giường như thế này. Và trên màn hình thì các bạn thấy tôi đã modeling xong một chiếc niệm trông rất là ấn tượng. Nhưng để tạo ra nó thì chỉ cần vài bước đơn giản như thế này. Bước thứ nhất thì tôi sẽ di chuyển chiếc niệm này qua một bên. Ok, bây giờ ta bắt đầu thôi. Tôi dùng lệnh Rectangle vẽ cái biên dạng của chiếc niệm. Tôi design chiếc niệm này cao là 180. Tôi nhớ nó lại. Tôi dùng thanh công cụ Subdivide của Artisan để chia lưới, rất là đơn giản thôi. Bước tiếp theo, tôi sẽ mua các cạnh này vào mỗi bên là 15 để tạo cái điểm nhấn cho chiếc niệm giường của mình. Tôi chọn tất cả các mặt polygon của khối bóc vừa được tạo và kích vào công cụ Subdivide Selection để tạo lưới cho nó. Sau khi hoàn thành thì tôi sẽ kích vào công cụ Smooth để làm mượt. Quá trình này diễn ra được khoảng một thời gian thì các bạn nhấn là Enter. Và đây là cái sản phẩm của tôi. Thì tôi hy vọng với clip này sẽ giúp được cho các bạn tiếp cận với phần mềm SketchUp Pro 2017 là một cái phiên bản rất mới và có nhiều tính năng rất là tiện dụng, và hy vọng là các bạn sẽ thành công. Chúc các bạn may mắn.